Việt Nam công bố ghi nhận 11.811 ca nhiễm mới, 125 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm việc chậm xử lý ổ dịch Covid ở khu công nghiệp. Vì sao dịch bệnh Covid tại Bà Địa Vũng Tàu lan rộng ở cộng đồng? Vĩnh Long kích hoạt thêm bệnh viện giã chiến điều trị F0. Vụ hai người tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 Tham hỏi, chia sẻ mất mát. Toàn thế giới đã ghi nhận 259,3 triệu ca mắc Covid-19. Bạn sẽ vượt qua chứng suy sụp tinh thần như thế nào? Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 25 tháng 11. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, Việt Nam công bố đã ghi nhận 11.811 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 11.789 ca nhiễm trong nước, ghi nhận tại 59 tỉnh thành. 25.951 người khỏi bệnh, 125 người tử vong. Số ca tử vong trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại từng địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 62 ca, Bình Dương 15 ca, Đồng Nai 11 ca, Kiên Giang và Cà Mau 5 ca, Sóc Trăng 4 ca, Tây Ninh, Đồng Tháp và Cần Thơ đều 3 ca, Bình Thuận, Long An, Bạc Liêu và Trà Vinh đều 2 ca, Hà Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắc, Ninh Thuận, Bình Phước và Hậu Giang, mỗi nơi một ca tử vong. Số ca nhiễm mới phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại từng địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1666 ca, Cần Thơ 766, Tây Ninh 754, Bình Dương 696, Đồng Tháp 625, Bà Rịa Vũng Tàu 586, Đồng Nai 580, Vĩnh Long 482, Bình Thuận 470, Sóc Trăng 425.

Thanh Hóa 98, Quảng Nam 97, Đắk Nông 94, Long An 90, Thừa Thiên Huế 82, Hòa Bình 63, Đà Nẵng 60, Điền Giang 60, Nam Định 56, Quảng Ngãi 50, Ninh Thuận 47, Thái Bình 45, Hải Phòng 36, Quảng Trị 35, Phú Yên 33, Tuyên Quang 29, Gia Lai 29, Phú Thọ 26, Hải Dương 24, Lâm Đồng 24, Hà Nam 24. Quảng Ninh 22, Hà Tĩnh 22, Bắc Giang 20, Cao Bằng 11, Thái Nguyên 8, Hưng Yên 8, Điện Biên 7, Con Tum 5, Ninh Bình 5, Lai Châu 1, Lào Cai 1 và Bắc Cạn 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.155.778 ca nhiễm, trong đó 937.261 ca đã khỏi bệnh. 193.363 ca đang phải điều trị và 24.243 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm việc chậm xử lý ổ dịch Covid ở khu công nghiệp. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 24 tháng 11, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu lực lượng liên ngành tại địa phương chủ động có biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu công nghiệp. Trong đó yêu cầu làm rõ trách nhiệm các ổ dịch ở khu vực này. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid thành phố Đà Nẵng, địa phương vừa ghi nhận thêm 60 ca mắc Covid-19 mới. Đáng chú ý, trong số 24 ca nhiễm cộng đồng thì có 9 trường hợp được lấy mẫu tại công ty hữu nghị thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đề nghị Sở Y tế thành phố phối hợp với ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cùng với ngành chức năng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định khi cho ép liên quan đến F0, duy trì điều kiện làm việc tại nhà máy, công sở. Tổ chức lắp camera tại các nơi có nhiều người lao động ra vào. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Y tế làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc chậm xử lý các ổ dịch tại các công ty trong thời gian vừa qua, như trường hợp tại công ty Hiễu Nghị. Chuyển sang một diễn biến khác. Vì sao dịch bệnh Covid tại Bà Rịa Vũng Tàu lan rộng ở cộng đồng? Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu chưa thực hiện mở cửa hoàn toàn để phát triển kinh tế xã hội, vẫn nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid, nhưng các ca nhiễm hàng ngày liên tục tăng, vì sao? Hai đô thị đông dân cư của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ vẫn là địa phương có ca nhiễm Covid hàng ngày nhiều nhất. Tại hai địa phương này có nhiều khu công nghiệp Công trình xây dựng trọng điểm quốc gia với cả trăm ngàn công nhân đang làm việc hàng ngày. Điều này cũng dễ hiểu vì sao hai địa phương này luôn dẫn đầu ca nhiễm Covid hàng ngày. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 11, tỉnh này ghi nhận 586 ca mắc Covid-19 mới, trong đó thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ đã chiếm 336 trên 467 ca nhiễm ngoài cộng đồng. Trước đó ngày 23 tháng 11, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận 709 ca nhiễm COVID-19, thì riêng thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ đã chiếm 517 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch bệnh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cóc, không để các địa điểm này trở thành nơi lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, trong ngày 24 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long triển khai kích hoạt thêm bệnh viện giã chiến số 7 điều trị F0 trên địa bàn. Theo đó, bệnh viện giã chiến số 7 đặt tại ký túc xá trường đại học xây dựng miền Tây thuộc phường 3 thành phố Vĩnh Long với quy mô 1.000 giường, 200 biên chế thực hiện tiếp nhận, sàng lọc, thu dung, cách ly điều trị các trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, hiện tỉnh Vĩnh Long có 7 bệnh viện giã chiến tại thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Bình Tân với quy mô tổng cộng gần 4.000 giường, bảo đảm công tác thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn, ngăn ngừa lây lan ra cộng đồng. Tối cùng ngày, thông tin Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 482 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cụ thể, qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh đã phát hiện 445 trường hợp khám sàng lọc tại cơ sở y tế, bao gồm Bệnh viện Đa khoa Triều An, Loan Trâm, Trung tâm Y tế Bình Tân, Phòng khám Quân dân y Hàm Tử, Phòng khám Đa khoa Ánh Thủy đã phát hiện 23 trường hợp và 14 trường hợp F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, Trung tâm Y tế Bình Tân. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Vụ hai người tử vong sau tiêm vaccine COVID-19, thăm hỏi, chia sẻ mất mát. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 24 tháng 11, ông Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác của tổ chức công đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình có công dân tử vong sau khi tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Kim Việt, có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nhằm giúp phần nào chia sẻ mất mát, thay mặt tổ chức công đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người bị tử vong với số tiền 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi công nhân bị sốc phản vệ 1 triệu đồng. Cũng tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã trao số tiền hỗ trợ 14 triệu đồng, huyện Đông Cống hỗ trợ 50 triệu đồng, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình lo chu tất hậu sự cho người vừa mất. Ông Mai Bà Nam lưu ý, Liên đoàn Lao động huyện Đông Cống và Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dày Kim Việt tích cực phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp để thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng công nhân để bảo đảm sản xuất. Như báo Người Lao động đã thông tin, vào ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Đông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 2 cho nhóm công nhân, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim Việt, có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa, theo kế hoạch. Loại vaccine được sử dụng để tiêm cho công nhân ở đây là vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng, đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm. Trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được trần đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng y tế đã phối hợp đưa các trường hợp chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh sau phản vệ, nên đã có hai công nhân tử vong vào ngày 24 tháng 11. Hiện Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine, khẩn trương đánh giá nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Quantometers, tính đến 22 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã có 259,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,2 triệu ca tử vong. Dịch bệnh đang tiếp tục lây lan ở nhiều khu vực trên toàn cầu. Tại châu Á, Bộ Y tế Lào ngày 24 tháng 11 cho biết, nước này đã ghi nhận 1.336 ca mắc mới và 5 ca tử vong. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm COVID tại Lào là 65.818 ca, trong đó có 142 người tử vong. Bộ Y tế Lào cũng nêu rõ, tình hình dịch bệnh COVID trong nước vẫn đáng lo ngại khi số ca mắc mới tiếp tục gia tăng tại tất cả 18 tỉnh thành. Đáng chú ý, thủ đô Viêng Chăn ghi nhận số ca mắc mới trong cộng đồng cao nhất từ trước đến nay và nhiều nhất cả nước với 712 ca nhiễm, tăng 120 ca so với ngày 23 tháng 11, khiến số bàn được quy định là vùng đỏ vẫn ở mức rất cao với 333 bản tại 9 quận. Trong khi đó, giới chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch bệnh COVID lần thứ tư tại Malaysia Tiến sĩ Chao Tinh Sô, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Penang cho biết, ở thời điểm hiện tại, khoảng 90% dân số đã tiêm vaccine tại hầu hết các nước có chiến dịch tiêm chủng lớn. Do đó, số ca mắc mới sẽ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong thời gian tới, số ca mắc mới sẽ tăng trở lại do sự xuất hiện của các biến thể mạnh hơn và có khả năng lây truyền cao hơn. Bên cạnh đó, khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra sẽ giảm dần, nên ngay cả khi đã hoàn thành tiêm chủng, vẫn có thể mắc COVID-19. Do vậy, tiến sĩ Tingsho đã nhấn mạnh, ngành y tế Malaysia đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó trong trường hợp số ca mắc mới COVID tăng cao trở lại khi xảy ra làn sóng dịch bệnh lần thứ tư. Chính phủ Indonesia chính thức thông báo áp đặt lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng PPKM cấp độ 3 đồng loạt trên cả nước này trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới. Theo đó, chính quyền Trung ương Indonesia yêu cầu lãnh đạo các địa phương siết chặt và giám sát việc triển khai các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo PPKM cấp độ 3 tại các nhà thờ, khu mua sắm và các điểm du lịch. Tất cả các quảng trường trên cả nước cũng bị cấm mở cửa trong những ngày lễ cuối năm này. Trong khi nhà thờ, các điểm thu hút khách du lịch, trung tâm mua sắm và dạp chiếu phim có thể mở cửa với 50% công suất tối đa. Lực lượng chức năng sẽ tổ chức các chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm giám sát dòng người đổ về quê. Tại Campuchia, Bộ Y tế và Ủy ban Liên bộ chống Covid của nước này đã công bố các quy định đi lại, các biện pháp y tế và cách ly mới đối với du khách nhập cảnh nhằm thích ứng với trạng thái bình thường mới. Theo đó, du khách đã tiêm đủ liều vaccine, cần phải có giấy chứng nhận tiêm phòng và giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến Campuchia do cơ quan y tế nước ngoài hoặc nước khách quá cảnh cấp. Khi đến Campuchia, du khách phải thực hiện xét nghiệm nhanh và chờ kết quả. Đối với hành khách chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ hai mũi cơ bản, khi nhập cảnh vào nước này phải xét nghiệm nhanh Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Campuchia giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay, và quốc gia này đã bước vào giai đoạn bình thường mới. Bộ Y tế Campuchia ngày 24 tháng 11 đã xác nhận có thêm 34 ca mắc mới và 5 ca tử vong, trong đó có 1 ca đã tiêm phòng vaccine. Trong khi đó, Singapore và Malaysia thông báo vào tuần tới sẽ triển khai luồng du lịch trên bộ, cho phép những người đã tiêm phòng COVID-19 đi qua cửa khẩu biên giới hai nước mà không cần phải cách ly. Kế hoạch dự kiến có hiệu lực vào ngày 29 tháng 11 tới. Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này với 4.116 ca nhiễm. Số ca nguy kịch và tử vong cũng ở mức cao nhất trong một ngày, lần lượt là 586 ca và 35 ca. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDGA, có 4.088 ca lây nhiễm cộng đồng trong số 4.116 ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc trên cả nước Hàn Quốc đã tăng lên tới 425.065 ca, trong đó đã có 3.363 người tử vong. Tính trung bình, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,79%. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo Kyum Ki nhận định tình hình dịch bệnh tại nước này dường như diễn biến nghiêm trọng hơn so với dự báo. Đặc biệt, khu vực thủ đô Seoul đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Khu vực này là nơi tập trung khoảng 50% trong tổng số 52 triệu dân ở Hàn Quốc. Do vậy, Thủ tướng Kim Bok-kyum kêu gọi cơ quan chức năng cần nhắc triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp dựa trên đánh giá nguy cơ dịch bệnh của giới chức y tế. Trong bối cảnh châu Âu đang trở thành tâm dịch của thế giới, khi số ca mắc mới tại Trung và Đông Âu tăng mạnh, nhiều nước đã ghi nhận số ca nhiễm theo ngày ở mức cao nhất. Bộ Y tế Slovakia cho biết, nước này đã ghi nhận 10.315 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 631.738 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày tại quốc gia Đông Âu này. Tổng số ca tử vong do COVID tại Slovakia là hơn 14.000 ca. Theo số liệu của trang Our World in Data, Slovakia hiện là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới. Sau khi Áo, quốc gia láng giềng của Slovakia quyết định áp lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt trong ít nhất 10 ngày, Slovakia cũng dự định triển khai các bước tương tự khi chính phủ nhóm họp trong ngày 24 tháng 11. Số ca nhiễm mới theo ngày tại Cộng hòa Séc cũng đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 25.000 ca. Cộng hòa Séc đã ghi nhận thêm 25.864 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên hơn 2 triệu ca, trong đó có hơn 32.000 người đã tử vong do COVID-19. Cũng theo trang Our World in Data, Cộng hòa Séc là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao thứ tư trên thế giới số bệnh nhân phải nhập viện đã tăng từ mức 1.000 ca cách đây một tháng lên khoảng 5.600 ca. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4 và thấp hơn so với mức đỉnh là mức 9.551 ca. Hungary đã ghi nhận thêm 12.637 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.045.000 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID tại Hungary là 33.519 ca. Ba Lan cũng ghi nhận 28.380 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ tháng 4, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 3,4 triệu ca. Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 460 ca, lên con số 81.688 ca. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Bạn sẽ vượt qua chứng suy sụp tinh thần như thế nào? Của tác giả Ian Ken đăng trên ET Việt. Tác giả bắt đầu câu chuyện như sau: Có bao giờ bạn cảm thấy nghĩa vụ của bạn đối với bạn bè, gia đình hay công việc trở nên thật mệt mỏi và kiệt sức, giống như những nhiệm vụ được giao cho bạn trở nên nhiều đến mức đáng sợ và dường như không thể vượt qua nổi? Đó là trạng thái kiệt quệ về mặt tinh thần, mệt mỏi về tinh thần hay kiệt sức. Và trạng thái này phổ biến hơn bạn tưởng rất nhiều. Khi người ta trải nghiệm cảm giác này, họ cảm thấy như thể chỉ mỗi mình họ bị như thế. Những cảm giác liên quan đến căng thẳng và lo lắng tăng cao, cáu kỉnh và những triệu chứng sơ khởi của căn bệnh trầm cảm có thể len lỏi vào cuộc sống của bạn và khiến mọi thứ mang vẻ u ám vĩnh viễn. Trạng thái này cũng khiến cho mọi người ghen tị với những người mà họ cho rằng đã có được cuộc sống như ý nhưng sự thật lại không đúng như vậy những người bị kiệt sức về mặt tinh thần có thể làm phức tạp vấn đề hơn khi tự độc thoại và hình thành những lối nghĩ tiêu cực và khiến nó trở thành một phần bản sắc của họ dưới đây là một vài cách để bạn nhận ra các triệu chứng suy sụp tinh thần và cách để giảm nhẹ chúng những dấu hiệu chứng tỏ bạn đang suy sụp tinh thần khi bạn thấy căng thẳng tột độ vượt quá khả năng cơ thể của bạn để duy trì các chuỗi phản ứng sinh hóa liên quan, tức là lúc bạn đã rơi vào trạng thái suy sụp về tinh thần. Trạng thái này đi kèm với biểu hiện các triệu chứng về mặt cảm xúc, hành vi và cả thể chất. Những triệu chứng về cảm xúc. Cảm xúc thiếu tự tôn và suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí bạn trong một thời gian dài, hầu như là cả ngày. Ngoài ra, cảm thấy lãnh đạm cô lập và thiếu tập trung, cũng như giận dữ, hoài nghi và trầm cảm nặng đều là những triệu chứng của suy sụp tinh thần. Triệu chứng hành vi. Có thể có một sự thay đổi đột ngột trong cách cư xử của người ta, như muốn rút lui trong các mối quan hệ và tránh xa mọi người, thậm chí với cả bạn bè và gia đình. Điều này cũng có thể bao gồm việc ăn uống khác thường hay lạm dụng các chất kích thích như là một cách để đối phó và rút lui các nghĩa vụ bao gồm cả đối với công việc và đối với xã hội. Triệu chứng thể chất cảm thấy mệt mỏi quá độ và thiếu năng lượng chính là triệu chứng của kiệt quệ tinh thần. Một biểu hiện khác là trở nên thiếu chân chu và hậu đậu khi chuẩn bị cho công việc hay cố gắng hoàn thành những việc liên quan đến thể chất. Cách để đối phó với kiệt sức tinh thần. Tâm trí và cơ thể con người khá là dẻo dai và có khả năng hồi phục hoàn toàn cho dù đó là tổn thương vật lý nặng nhất điều này cũng đúng cho trường hợp mệt mỏi về tinh thần thách thức lớn nhất là thừa nhận những điều bạn cần thay đổi để nạp lại tinh thần và không cảm thấy tội lỗi về nó sau đây là một vài mẹo nhỏ đơn giản giúp cho tinh thần bạn tràn đầy sức sống trở lại mà không cần phải tốn quá nhiều năng lượng nghỉ ngơi một trong những cách dễ nhất mà bạn có thể làm là đi đến nơi nào đó yên tĩnh và thư giãn một chút. Nếu mức độ căng thẳng của bạn đang gia tăng và bạn không có cách để giải tỏa nó như tạm dừng công việc hoặc tận hưởng một chuyến đi biển, bạn sẽ bắt đầu thấy triệu chứng xuất hiện. Kể cả nếu bạn đang làm việc, hãy vẫn dành thời gian để nghỉ trưa, để tạt qua một quán cà phê ven đường hoặc một công viên gần đó. Việc này có thể khiến cho tâm trạng của bạn sáng bừng lên và giúp giải tỏa được căng thẳng. Thiền định. Thiền định và hít thở sâu là những cách hiệu quả và rất có ích để giúp giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Có rất nhiều phương pháp khác mà bạn có thể sử dụng để giúp tĩnh tâm và sống hòa bình hơn với bản thân cũng như môi trường xung quanh. Hãy giữ tâm thái bình tĩnh trong bão tố và khởi động lại mọi thứ. Ưu tiên việc chăm sóc bản thân. Tự chăm sóc cho bản thân đôi khi bị coi là ích kỷ, nhưng trong thời đại mà năng suất được coi là quan trọng nhất này thì việc tự chăm sóc chính mình trở nên cần thiết hơn. Dành một chút thời gian trong ngày hoặc cuối tuần để hồi phục bản thân có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu, giúp làm giảm stress không có nghĩa là bạn phải có một kỳ nghỉ xa hoa hay dịch vụ spa sang trọng nào đó. Đơn giản là làm điều gì đó có mục đích rõ ràng để chăm sóc chính bản thân mình. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe sáng ngày 25 tháng 11 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.